Anh ơi. Em Lưu Ô Tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Buổi trưa ngày hôm nay thì em Hương có một chút việc bận nên là em Hương lên sóng muộn hơn so với mọi ngày nhé. Nhưng em sẽ cũng làm một video ngắn này, báo giá trực tiếp một video ngắn nhé. Mỗi hôm thì em live stream sớm nhưng mà hôm nay em có việc giờ mới về đây. Chào anh Giai Trương Nguyễn ạ, đẩy view lên cho em nhé. Em sẽ live stream một video ngắn ạ. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cũng như là kết nối trực tiếp qua Zalo cho em Lê Hương qua hotline 0354602790 ạ. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn thêm nhé. Chào anh Giai Bùi Tấn này. Vào muộn quá rồi, 12 giờ 5 phút rồi. Hôm nay là khả năng là không ngủ rồi các bác ạ. Không ăn không ngủ để live stream rồi. Em sẽ ghim số điện thoại ở đây nhé. Số điện thoại của em Lê Hương là 0354602790. Bác nào đang quan tâm và cần tìm mẫu xe nào để lại số điện thoại cho em ạ. Chào anh Giai Nguyễn Bình An, anh Giai Trương Nguyễn, anh Giai Trương Tuấn. Bùi Tuấn ơi, đẩy view lên cho em nhé. Chào anh Hùng Văn Đông này. Hôm nay thì thời gian hơi là ít nên em xin phép được một chút thôi. Một chút thôi là em đi live stream luôn nhé. Không chào hỏi nhiều quá lại hết thời gian mất rồi các bác ạ. Em chào anh Chiến Thạch này. Hôm nay em về thêm rất là nhiều xe. Ví dụ như là Hyundai Getz em về thêm này. Innova cũng về thêm này. Chevrolet Cruze em về thêm này. Chốt cái áo cái áo này mặc vào là bò tót húc đấy anh ạ. Bò tót nó húc đấy anh ạ. Hôm nay em về thêm cả Chevrolet Cruze số tự động đời 2017 các bác nhá. Chào anh Giai Lương Móm này. Lên 20 khách hàng đi nào. Lên giúp em Lê Hương 20 khách hàng này. Em sẽ đi báo giá luôn nhá. Hôm nay là em Hương livestream muộn quá. Rồi ok, chốt quả môi. Ok, em cảm ơn anh Nguyễn Bình An nhá, nói nhanh như máy này. Cảm ơn anh rất là nhiều nhá, đẩy view thả tim giúp em nào. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nhá, tại vì hôm nay thì em lại vào muộn quá so với mọi ngày rồi. Đây, em sẽ ghim số điện thoại này. Bác nào quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại em Lê Hương tư vấn và hỗ trợ thêm cho mình. Còn nếu mà muốn xem xe trực tiếp thì đến với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương nhá. Ok, cảm ơn anh Giai Bùi Tấn này, hôm nay vào muộn rồi. Em xin phép được đi báo giá ngay nhé. Đi báo giá ngay đây, ngày hôm nay em về thêm rất là nhiều. Chevrolet Cruze em có sàn tự động màu trắng, màu đỏ, màu đầy đủ màu luôn. Bác nào quan tâm mẫu nào cũng có luôn nhé. Hyundai i20 số tự động bản nhập em cũng có luôn này. Toàn xe đẹp, ok, em cảm ơn anh Ngân Quý này. Mà màn ngày hôm nay mỗi một chiếc xe đỏ như áo của em Lê Hương luôn nhé. i20 số tự động đời 2015 zin led xà beng luôn. Lên đèn pha bi cầu có dải đèn led biển 99 nhá. Một dàn lốp Michelin theo xe. Xin nhan chân gương đây. Đăng ký đăng kiểm còn tận đến tháng 4 2024 cơ. Và em đang chào bán chiếc xe i20 zin đẹp toàn xe này với giá là 418 triệu. Động cơ trang bị 1.5, 4 loa to và 4 loa chép nhỏ nhá. Âm thanh nghe cực kỳ hay luôn. Màn hình giải trí to này, đề lộ khởi hành start top nhá, vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi trên vô lăng rồi. Nhìn giống như là xe X5 luôn, phân khúc xe 5 chỗ ngồi gầm cao đẹp luôn các bác này. Có cho em một chiếc xe i20. i20 2015 số tự động đẹp. Nghe nhạc giải trí hay với nhiều loa to bản và loa chép đây, để lại số điện thoại em tư vấn nhá. Biển 99 với 4 mắt cảm biến va chạm và cam lùi đầy đủ ạ. Ok, em chào anh Lê Văn Luyện này. Chào ạ, có xe tránh mưa, tránh nắng không? Có luôn anh ơi, xe tránh mưa, tránh nắng nếu như số sàn thì có từ 98 triệu, còn số tự động thì có từ 155 triệu nhá. Nếu bác nào đang quan tâm về chiếc xe tự động tránh mưa, tránh nắng mà nhô 100 thì em có này. Một chiếc xe Kia Morning với lớp sơn màu đen đẹp, biển tư nhân Hải Dương. Chiếc xe này chính là chiếc xe mà anh trai làm một công ty nước ngoài đấy ạ. Được công ty gửi đi xong nước ngoài học tập và làm việc 3 năm. Để xe ở nhà sợ không đi đến nó sẽ hỏng mất nên là để lại cho em Hương nhé. Và em đang chào bán chiếc xe Kia Morning số tự động này với giá là 155 triệu. Lên đề lỗ này, nội thất bên trong là em mới bọc lại nhá. Hôm trước nhà anh ấy có con nhỏ, nội thất hơi xấu. Em bọc lại ghế mới luôn, bọc lại ghế tươi mới luôn. Kia Morning 2006 số tự động bản nhập 1.0. Cảm biến phía sau có hai mắt cảm biến lốp dày, na răng thể thao đẹp rồi.
mà giá còn đẹp hơn nhá. Giá chỉ có 155 triệu thôi. Ngày hôm nay bác nào thiện chí mà cần muốn mua một chiếc xe tránh mưa tránh nắng mà đặc biệt số tự động bằng B1 và B2, hai vợ chồng đều đi được, thì em để cho các bác nhà mình là 150 triệu nhá. Nước sơn màu đen đẹp đấy ạ. 150 triệu nước sơn màu đen đẹp đây. Em chào anh Giai Văn Hương nhá. Đẩy view lên cho em nào các bác ơi. Chào bác Hướng Phương này. Chào bác Quảng Văn Trung. Ở đâu đây? Ở đâu đấy? Ngày hôm nay thì em còn về thêm một chiếc xe Chevrolet Cruze form mới, máy zin nước sơn màu vàng gold nhá. Xin nhan trên gương và giá chào bán của em này là 335 triệu. Máy số zin cam lùi đầy đủ này. Các bác nhìn la răng này quá là đẹp luôn ạ. La răng cực kỳ đẹp luôn. Em gái ơi, ở Hải Dương có dầu không? Anh ơi, Hải Dương cháy luôn. Cháy xăng, cháy dầu, đến nhà em còn đóng cửa 4 hôm nay không có hàng đây anh này. Ước gì ô tô cũng cháy hàng như dầu xăng thì em tốt quá các bác ạ. Xăng dầu là hết rồi. Đấy, không có xăng, không có dầu luôn, thế khổ chứ nè. Chỉ có xe ô tô đẹp giá rẻ thôi các bác nhá. Nên các bác mua xe ô tô thì thì em sẽ cố gắng tặng cho các bác bình xăng, ok không ạ? Chevrolet Cruze đời 2016 form mới, máy số zin, lên màn hình Android cảm ứng này. 335 triệu Cruze form mới màu vàng gold. Các bác nhìn na răng thể thao này, cực kỳ đẹp luôn nhá. Chào anh Giai, mất niềm tin anh Trung Nguyễn ơi, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Cruze với bốn mắt cảm biến ma chạm phía sau, cam lùi đầy đủ cho em rồi. Màu vàng gold đẹp, 335 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình nào. Ngày hôm nay xe đánh ở bên ngoài nhiều quá này, rất là nhiều xe luôn. Hôm nay em còn mới về thêm chiếc xe Chevrolet Spark. Chiếc Spark đời 2015 giá cũng chỉ có 158, 160 triệu thôi. Nhưng mà Spark biển D, tức là biển van, đăng ký 2 chỗ ngồi nhá. Chevrolet Spark với nước sơn màu xanh đẹp đây, đăng ký 2 chỗ ngồi. Giá chỉ có 158, 160 triệu thôi, số sàn đời cao nhá, có Spark này. Bác nào mà cần tìm xe tập lái thì em có Spark nhá, có Chevrolet Spark đây. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào, toàn xe đẹp giá rẻ thôi. Em về rất là nhiều mẫu xe mới này. Spark màu xanh biển 34, đăng ký 2 chỗ ngồi, bán tải siêu mini đây ạ. Giá chào bán của em này nè, 158, 60 triệu thôi ạ. 158, 60 triệu thôi. Chào bác Long Kiều, chào anh Bùi Quang Trung này, chào anh Đoàn Kim Tiệp này. Ok. Anh Đoàn Kim Tiệp ơi, cân đối thế nào rồi anh ơi? Còn nếu như mà trong dòng xe 7 chỗ ngồi em mới về thêm Xpander này, Innova này. Và ngày hôm nay em còn về thêm cả bán tải Mitsubishi kia bao nhiêu, bán tải nào nhỉ? À, bán tải Triton. Bán tải Triton đời 2016 em đang chào bán với giá là 469 triệu ạ. Anh Bùi Quang Trung giữ máy để lại số điện thoại một chút nữa em quay lại cho anh xem bán tải nha. Em chốt ra bên ngoài một chút rồi. Đây ạ, một chiếc xe Kia. Kia đe xe đăng ký 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Kia này. Kia Carens đời 2013 số tự động. Lên đèn pha bi cầu, giải đèn nét này. Xin nhan trên gương, nước sơn màu vàng cát đẹp. Và giá chào bán của chiếc xe Kia Carens số tự động này em đang bán với giá là 368 triệu. Vô lăng tích hợp phím bấm này, ghế lái chỉnh điện, điều hòa auto. Những cái này ở Innova không có đâu. Ở Kia Carens có nhiều option hơn nhá. Điều hòa auto, cửa sổ trời, ghế da zin, cần số rích rắc. 368 triệu, xe đăng ký 7 chỗ ngồi, nhiều full option hiện đại luôn. Máy số khỏe nhá, hai hàng điều hòa độc lập, hàng ghế thứ hai và thế thứ ba đều có thể gập được theo ý của mình. Đều có thể gập được các bác này. 7 chỗ ngồi có Kia Carens số tự động đây ạ. Có xe nào 100 triệu không em có này. À, giữ máy giúp em nhé, em ra bên ngoài đây. Một dàn những dòng xe vài chục triệu cũng có nhá. Đây, nếu như mà có 100 rồi thì anh cố lên một chút này. Cố lên một chút, em có một chiếc xe Hyundai Eon. Hyundai Eon đời 2012, số sàn xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Và giá chào bán là 138 triệu ạ. 138 triệu có Hyundai Eon số sàn đời 2012 nhá. Động cơ trang bị 0.8 này, có Hyundai Eon đây. Rất là nhiều mẫu xe đang chờ các bác nhà mình thẩm đây. Vào chốt xe luôn đi các bác ơi. Hyundai Eon 2012, số sàn 138 triệu, bao hồ sơ. Mà những dòng xe này không cần bao hồ sơ đâu ạ. Cứ để như vậy công chứng là đi thôi. Biển tư nhân Hải Dương. Động cơ trang bị 0.8, ăn xăng cực kỳ ít luôn ạ. Em gái này bắt sư phẩm đúng rồi anh Trương Nguyễn nhá. Nay em đi mua một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn. Nhưng tối nay sẽ lên sóng luôn nhá. Tối nay sẽ lên sóng về mẫu xe mới về này. Ở đây em còn có một chiếc xe Chevrolet Cruze.
Chevrolet cờ đuôi biển thủ đô Hà Nội với lớp sơn màu đỏ đẹp. Cờ đuôi bản NTZ số tự động đời 2017, xin lỗi nhé, đời 2017 này. Chevrolet cờ đuôi đời 2017 số tự động đẹp. Lên đèn pha bi cầu xin nhan trên gương biển thủ đô Hà Nội lớp sơn màu đỏ đẹp đây. Cờ đuôi em có rất là nhiều số sàn nhưng đây là chiếc số tự động duy nhất sau bao nhiêu tháng ngày em vắng bóng thì nay mới có nhé. Phím mở một trạm thông minh 4 cánh cửa luôn. Ghế da đẹp, màn hình bé bé thôi nhé, màn hình không to quá đâu nhưng cũng đủ các bác nghe nhạc radio này. Biển thủ đô Hà Nội, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Líp bô thể thao đầy đủ rồi, la răng tăm, đa chấu thể thao. Có cho em là một dàn lốp mít nhé. Cờ đuôi này em đang bán là 389 triệu, chốt lên trên livestream ngày hôm nay 379 triệu bao hồ sơ nào. Chốt ngày hôm nay là 379 triệu em bao hồ sơ. Chevrolet cờ đuôi số tự động bản NTZ số tự động đẹp đây. Giá chào bán là 389 triệu có cho em một chiếc xe cờ đuôi này. Ok chưa ạ? Đẩy view lên cho em nào. Chào anh Tiến Tùng, chào anh Vũ Thanh, chào anh Thương Vũ, chào bác Cách Cách này. Hôm trước bác Cách Cách bỏ chiếc xe nào mà chưa chốt được ấy nhở? Anh Cách Cách ơi. Ra bên ngoài ngày hôm nay, tại sao hôm nay để xe bên ngoài nhiều quá vậy trời. Các bác ơi giữ máy giúp em nhé, em sẽ đi lần lượt từ ngoài vào trong để không bỏ sót mẫu xe nào nhé. Không hiểu lý do gì ngày hôm nay thợ ở nhà đánh xe hết ra ngoài. Đi vào. Các bác nhìn đèn này, rõ ràng live stream mệt rồi nhưng cái fan hâm mộ cứ đi theo thôi. Đi vào không lại mất, lại phải đi vào ô tô. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Ngày hôm nay xe để ra bên ngoài quá trời là nhiều luôn đây. Hôm nay thì em sẽ lên sóng cho các bác nhà mình một mẫu xe số tự động phiên bản nhập khẩu nhá. Nhập hàn nguyên chiếc số tự động. Em có một chiếc xe Lacetti CDX này. Lacetti CDX đời 2010 số tự động, động cơ trang bị 1.6 này. Cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt cảm biến này, cam lùi, biển 34 tư nhân Hải Dương. Lước sơn màu xanh xám đá nhá, xanh xám đá này. Một dàn lốp dày phanh ABS, la răng thể thao. Một chiếc xe Lacetti CDX đời 2010 em Lê Hương đang chờ bán với giá là 258 triệu. Lên đèn pha bi cầu 360 triệu chưa chốt được anh ơi. Em đang bán là 389 triệu cơ, 360 em chưa chốt được nhá. Giảm gần 30 triệu không vào việc được đâu anh ạ. Cố lên anh ơi, cố lên. Cố lên một chút nữa là vào việc rồi. Lacetti CDX lên màn hình Stella xịn nhá. Màn hình Stella này là màn hình mà chuyên dành cho những dòng xe mẹt đấy ạ. Và giá màn hình này đã là 9-10 triệu rồi. Đèn pha bi cầu, đèn pha cũng là đèn auto, số tự động đẹp. Cửa sổ trời, nước sơn màu xanh xám này. Các bác nhìn la răng này cực kỳ trẻ và khỏe luôn. Lacetti CDX số tự động biển tư nhân Hải Dương. Và em đang chào bán với giá là 258 triệu, bao hồ sơ. Bao hồ sơ và còn bớt thêm cho các bác nhà mình nhé. Các bác nhà mình ơi, địa chỉ bên em đây nhá. Khi các bác đến khung đường mặt đường 62m này, mặt đường 62m chân cầu Lộ Cương, bên cạnh là trường Đại học Hải Dương thì em nằm bên trong đây nhá. Cây xăng dầu 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Cây xăng dầu đây ạ. Nhưng mà hết xăng hết dầu rồi. Hết xăng hết dầu rồi, chỉ còn ô tô giá rẻ thôi. Tư vấn anh xem con xe công nào. Con xe công này là không thể bán được anh ạ. Làm ở đây suốt ngày thôi, cứ sáng đi tối lại làm ở đây nhá. Lacetti CDX, đèn pha bi cầu, giải đèn nét, xin nhan chân hông đầy đủ rồi, lước sơn màu xanh xám này. Anh Lường Văn Băng ơi, rất là tiếc khi mà mấy tháng nay đất ảo đang bị sốt quá là nhiều. Đất ảo đang bị sốt quá là nhiều nên là dừng làm trả góp rồi anh nhá, dừng làm trả góp rồi. Chốt con cún đi, con đấy khó nuôi lắm anh ơi, ăn hơi bị sang luôn, con đấy khó nuôi lắm ạ. Dừng làm trả góp rồi anh nhá, ngày hôm nay em còn về thêm cả Kia Morning này. Kia Morning số tự động đẹp đời 2008 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011. Nhưng giá chào bán ngày hôm nay, chốt trên livestream ngày hôm nay chỉ có 190 triệu thôi. Chốt trên livestream ngày hôm nay 190 triệu ạ. Ok anh Giai Cách Cách nhá. Ok anh Gia Minh Đoàn, hello bà chủ xinh đẹp. Ok em cảm ơn anh ạ. Có xe mẹt gầm cao không? Mẹt gầm cao em tạm hết ạ. Xe bán tay giá bao nhiêu là như nào nhỉ? Xe bán tay là xe bán tải ạ, bán tải đúng không ạ? Bán tải đó, em giữ máy là em có nhiều bán tải lắm ạ. Xe đẹp quá. Ok, Minh Đoàn đẩy view lên cho em nào. Các bác ơi, ngày hôm nay lên 255 cho khách hàng. Bớt sâu luôn. Bác nào ngày hôm nay đẩy view mạnh lên cho em bớt sâu luôn nhá.
Morning đăng ký 5 chỗ ngồi, số tự động đẹp với lớp sơn màu trắng bản nhập nhá. Và em đang chào bán chiếc xe Morning này với giá là 198 triệu, chốt trên livestream 195 triệu. À 190 đi. Ngày hôm nay là chơi khô máu này, 190 triệu Kia Morning số tự động, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, biển thủ đô Hà Nội. Cam kết không đâm xô, không gặp nước lên các bác hoàn toàn yên tâm nhá, có Kia Morning này. An tít em tạm hết, bác Huyền Huyền ơi, an tít em tạm hết, chị gái ơi, nếu chị gái đi thì chị gái có thể đi sang đi Kia Rio cũng được mà, số tự động đẹp ạ. Có con Accent nào không? Accent em có, bác Đào Đá Đỏ ơi, giữ máy giúp em là Accent em có vừa sàn và tự động nhá. Bán tải em có BT50 469 triệu, Corona cũng có này, giữ máy nào. Hôm nay em còn về thêm Lacetti CDX này, Lacetti CDX biển 99, nước sơn màu đen, nhập Hàn nguyên chiếc, đời 2010 và đăng ký lăn bánh lần đầu 2011. Và em đang chào bán với giá là 255 triệu. 255 triệu cũng lên màn hình Android cảm ứng rồi, sấy sợi ghế hai vùng giống như con xanh kia. Đề nổ khởi hành start top đầy đủ cho em nhé. Lacetti CDX em đang chào bán với giá là 255 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Anh Linh ơi, 220 triệu chưa mua được Lacetti CDX đời 2010 đâu ạ. Anh cố lên một chút này. 258 triệu còn 248 triệu em bao hồ sơ đây ạ. 100 triệu thì đi xe nào hả sếp? À 150 à? Anh Điện Đức Thanh Thủy ơi, nếu như anh muốn đi số sàn thì em có Morning số sàn. Hoặc đi ghép số sàn thì em có ghép số sàn tầm 150. Còn nếu như anh muốn đi xe số tự động em cũng có 150 cho anh luôn. Để lại số điện thoại em tư vấn nào. Ngày hôm nay em còn về thêm một chiếc xe nhìn phong cách rất là cổ điển luôn. Nhưng mà đời cao nhá, giá đẹp luôn. Một chiếc xe Venoster. Venoster đời 2 biển thủ đô Hà Nội với lớp sơn màu vàng nhá. Biển số tiến này, Venoster biển số tiến đây. Và em này em đang chào bán với giá là 410 triệu đồng. Venoster đời 2011, em này cực kỳ hiếm luôn. Cực kỳ hiếm luôn nhá, nhiều option hiện đại, điều hòa auto xin nhan trên gương. Gương kính cục chỉnh tự động. Đây con màu vàng đây ạ, em có hai con màu vàng. Một con là Genesis của anh Cường Đại Gia Đô La. Một con là Venoster đây, con này là biển thủ đô Hà Nội nhá, biển số tiến đây. Và em đang bán là 410 triệu đồng đến từ nhà Hyundai nhá. Hyundai Venoster nếu các bác mà đi con này đảm bảo luôn, cả khu vực miền Bắc chỉ có vài con như thế này thôi. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Biển thủ đô Hà Nội này, giải đèn LED này, đèn pha bi cầu, na răng thể thao, gương kính cụp chỉnh cho em đây ạ. Gương kính cụp chỉnh đây ạ. Kia Morning em có nhiều nhá, giữ máy giúp em nào, để lại số điện thoại nào. Giữ máy giúp em ạ. Kia K3 em tạm hết nhá. Em có một chiếc xe đang vừa mới về đây, là con này là con gì đây này. Chiếc xe này mới về, chưa cập nhật được giá rồi, sáng nay em đi có việc chưa về được rồi. Con này là Kia Cerato cơ, Kia K3 thì không có nhưng có Kia Cerato ạ. Con màu vàng gần công xem đây, con màu vàng đây, con màu vàng gần công Taylor đây anh Quang Nguyễn ơi. Venoster nhá. Nó là dòng Hyundai đấy ạ. Em sẽ quay rõ mặt logo, mặt là đằng trước của nó cho các bác nhìn này. Đây ạ, các bác nhìn rõ này. Khả năng mua được xe nhưng không mua được xăng mất thôi. Tình trạng chung mà anh ơi, cây xăng nhà em đây, biển để bên ngoài hết hàng rồi, đóng cửa rồi. Đấy, bây giờ bà không có xăng mà bán đã chết về xăng rồi. Mà các bác lại không mua ô tô cho em nữa thì em đói thật sự luôn ạ. Đói thật sự luôn đấy ạ. Vừa rồi bác nào hỏi em về bán tải đây thì em có nhá. Hôm nay lại về thêm chi tông này. Bán tải chi tông với lớp sơn màu trắng đẹp đây. Đến từ thương hiệu Mazda, biển 34 tư nhân Hải Dương này. Chi tông có xin nhan trên gương và em này là đời 2015 nhá. Bán tải chi tông đời 2015, số tự động đẹp, một cầu, máy dầu, trần nỉ zin, ghế da cao cấp. Và em đang chào bán với giá là 468 triệu đời 2015. Động cơ trang bị là 2.2 nhá. Bán tải em có chi tông đây ạ, số tự động, một cầu, máy dầu màu trắng đẹp. Dán hết phim cách nhiệt, chống nhìn trộm này, chống ồn đầy đủ cho em rồi. 468 triệu bao hồ sơ, cột kèo keo chỉ zin đét luôn. Cực kỳ đẹp luôn, bán tải chi tông lên thùng thấp rồi, các bác về không cần phải làm thùng nữa đâu ạ. Kết con Innova nhà mình mà chưa đủ chèng. Cố lên anh Giai một chút đi, cố lên ạ. Innova thì em có từ 2006 cho đến 2015 form mới nhá. Trên 200 là có Innova rồi, ok không ạ? Định mua ô tô lại hết xăng đi sao được? Anh ơi, nó chỉ vài hôm thôi chứ làm sao mà hết xăng mãi được. Những cây xăng của nhà nước họ vẫn hoạt động bình thường, còn bọn em thì là tư nhân là nó không bơm cho đâu anh ạ. Không phải là bọn em cố ý dìm xăng đâu mà nó không bơm cho hết rồi này. Hết rồi ạ, hết rồi. BT50 đây các bác nhá, BT50 2015 468 triệu này. Ok không ạ?
chào bác Long Giang nào. Để lại số điện thoại, đẩy view, đẩy like mạnh mẽ lên cho em nào. Ngày hôm nay bác nào chốt trên livestream tặng luôn 10 triệu đồng bao hồ sơ, ok chưa ạ? Chào anh Khánh Nguyễn, chào anh Minh Tuấn nhá. Đẩy view lên và đừng tiếc những lượt chia sẻ cho em nào. Che Vadet cờ đuôi em có đời 211 màu vàng gold và 2015-16 đầy đủ rồi. Hôm nay em còn về thêm Che Vadet cờ đuôi đời 2016 này. Che Vadet cờ đuôi đời 2016 với nước sơn màu trắng đẹp, biển 17 Thái Bình. Đèn halogen, đèn pha, đèn gầm nào, đèn bi cầu, có giải đèn nét nhé. Xin nhan trên gương, la răng thể thao, cờ đuôi 2017, 335 triệu. Lên màn hình Android cảm ứng, đèn pha auto, số tự động đẹp. Điều hòa cũng là điều hòa auto tự động cho em. Táp ni, táp lô đẹp, chống nóng, cách nhiệt dán hết rồi. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, nước sơn màu trắng ngọc trinh đây ạ. Và em này em đang chào bán với giá là 335 triệu cho một chiếc xe Che Vadet cờ đuôi đây ạ. Con sờ bắc bao nhiêu tiền ạ? Chủ shop chả hiểu gì về thương hiệu xe là như nào nhỉ anh nhỉ? Như thế nào là không hiểu về thương hiệu về xe là như nào nhỉ? Em cũng không biết luôn đấy. Cờ đuôi nhá, Che Vadet cờ đuôi biển 17, 4 mắt cảm biến va chạm ạ. Có những mẫu xe mà em không ít khi em làm thì làm sao mà em hiểu được về xe nhỉ? Em toàn xe cỏ với cả xe cỏ với xe cận hộ nghèo thôi, nhiều con xe hạng sang thật sự là em không biết đâu ạ. Giờ hỏi em mấy con xe tiền tỷ em chịu chết thôi ạ. Bác Phạm Ngọc Điềm ơi, có gì ạ? Có không mà 2017 cái gì ạ? Bác ơi, anh ơi bình luận lại giúp em nhé. Bình luận lại giúp em được không ạ? Quay Morning, ok có Morning này. Em chào chị gái Đặng Thu Trang này, anh Nguyễn Minh Quang Minh này. Anh Nguyễn Quang Minh ơi, em chưa hiểu hết về xe, anh có thể chia sẻ giúp em không để em có thể hiểu hết hơn về xe được không ạ? Bởi vì bên nhà em toàn xe cỏ thôi, nếu như mà xe đắt tiền quá là em cũng chịu chết, thông số kỹ thuật em chịu luôn. Đây nhá, Kia Morning đây. Hôm nay em về thêm Kia Morning đời 2010, bản nhập Hàn, số tự động nhá. Và giá chào bán của em nó là 228 triệu. Kia Morning số tự động biển thủ đô Hà Nội này, nước sơn màu xanh, số tự động, xe đăng ký 5 chỗ ngồi đây ạ. Động cơ trang bị 1.0, giá chào bán là 228 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm, hộ cận nghèo được giảm giá nhiều không em? Giảm giá luôn anh ơi, hồ sơ em rút này. Nếu như mà gần thì em bao hồ sơ. À nếu như mà gần thì em bao cả vận chuyển cơ. Còn nếu xa quá thì em hỗ trợ cho, vì em cũng là hộ nghèo mà. Em hỗ trợ cho một lửa từ vận chuyển nhá, nên các bác yên tâm nhá. Morning SNX 2010 nhập Hàn nguyên chiếc đây, 228 triệu bao hồ sơ. Bác nào ở gần em sẽ phờ đi ship, còn bác nào ở xa em gánh cho mình một lửa tiền ship, ok không ạ? Để lại số điện thoại em Lê Hương tư vấn và hỗ trợ các bác nhé. Phụ nữ vậy là giỏi rồi các bác, anh em mình đàn ông đôi khi còn không biết. Cũng đúng anh ạ, cũng đúng ạ. Nói chung là chuyên ngành chuyên môn thì mỗi người nó có một cái hiểu khác nhau. Còn em hiểu nhiều nhất vẫn là về xe cỏ. Nếu như bây giờ cho những dòng xe đắt tiền hơn hoặc là những dòng xe option nó nhiều hơn, phải tiếp xúc rồi thì em mới hiểu được về xe. Còn không thì em cũng không hiểu thật đâu ạ. Nhưng em sẵn sàng học hỏi mà, không ngại cái đấy đâu ạ. Kia Morning 2011, em này là Việt Nam nhé. Kia Morning có bản nhập, bản sport, bản trong nước và bản Việt Nam. Thì con này là Việt Nam này. Biển 26, nước sơn màu bạc. Kia Morning với động cơ trang bị 1.0. Máy số thì cực kỳ ngon luôn nhá. Nội ngoại thất sạch sẽ gọn gàng. Và em đang chào bán với giá là 130 triệu ạ. 130 triệu đời 2011, động cơ trang bị 1.0. 130 triệu có Kia Morning đây ạ. Nước sơn màu bạc ạ, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Có một anh ra inbox riêng hẳn cho em đang live stream mà có anh inbox riêng cho em là em có cần tìm hiểu về xe không? Em có ạ, em có cần tìm hiểu về xe nhá. 130 triệu có Kia Morning số sàn, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, táp ly táp lô đẹp ạ. Có nhìn lại đấy, nội thất bên trong đẹp luôn. Ốp cho em cái bên ngoài là la răng bằng nhựa nhá, không phải bằng sắt đâu, bằng nhựa đấy ạ, nhưng mà nhìn khá là đẹp luôn. Và giá chào bán là 130 triệu. Nhưng những dòng xe này em nghĩ các bác cứ để vậy biển số, xong rồi các bác cân đối về em sẽ bao cho mình công chứng có thể là chạy thôi nhá. À, có Cola không? Cola em tạm hết anh ơi, Cola em tạm hết ạ. Dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao thì Cola em tạm hết nhá. Em đang trên đường về Túc Sơn thôi ạ. Fortuner em không còn anh nhá. Anh Đỗ Sơn ơi, Fortuner em tạm hết rồi ạ. Đẩy view lên cho em được không ạ? Bên đây em còn có Hyundai Getz này. Hyundai Getz với nước sơn màu xanh, biển thủ đô Hà Nội. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, nhập Hàn nguyên chiếc và động cơ trang bị 1.1. Hyundai Getz em đang chào bán với giá là 145 triệu cho đời 2008 nhé. Sản xuất năm 2008 này, nhập Hàn nguyên chiếc, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, sơn si sạch sẽ gọn gàng rồi.
Hyundai Getz đây ạ. Giá chào bán là 145 triệu bao hồ sơ. Ok ông ạ, không cần rút hồ sơ, giữ nguyên biển thủ đô Hà Nội thì em bao công chứng cho các bác nhà mình. Và còn bớt thêm bác nào gần thì em miễn ship cho nhá. Ok ông ạ, để lại số điện thoại nào, đẩy view lên cho em. Đẩy view lên cho em nào các bác ơi. Đấy, rất là nhiều những dòng xe hơn 100 triệu rồi nhá. Ô tô rẻ vậy không mua mà mua SH làm gì, đúng rồi ạ. Em nghĩ bác Quang Chiến cũng giống với tư duy của em ạ, em cũng nghĩ vậy ạ. Trước kia em nghĩ là em chân dài như thế này em phải đi SH cho nó đẹp, cho nó sang. Nhưng đến lúc đã từng đi ô tô rồi, mặc dù là con Spark nó chỉ vài chục triệu thôi, nhưng em nghĩ rồi ôi, lắng mưa như thế này SH nó không tuổi gì luôn. Nó không tuổi gì luôn, mặc cái váy đẹp trang điểm vẽ mắt xong đi rồi mưa toạt hết. Đến đám cưới như là một con chuột, không hề vui, không hề sang một chút nào. Nhưng nếu các bác đi Spark của em Hương thì không thế nhá. Xe Mercedes Spark 98 triệu chưa bằng một chiếc xe SH nhập. Nhưng đây các bác này, điều hòa mát lạnh nhá, lóng lạnh đầy đủ này. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, nước sơn màu trắng nhá. Nước sơn màu trắng này 98 triệu cho chiếc xe Mercedes Spark. Ngoại thất, nội thất sạch sẽ gọn gàng, số sàn ok không ạ? Xe cỏ này, miễn làm sao là gia đình mình không lắng, không mưa. Ngồi trên xe này, rất là ấm áp luôn. Có điều hòa, nghe nhạc radio đầy đủ cho em. Đến đám cưới mặc váy trắng nó còn là màu trắng nhá. Không đến lúc là đến đám cưới mặc váy trắng lại ra màu sáu lòng thì thôi. Hết vui luôn đúng không ạ? 98 triệu đời 2010, bản lắp ráp trong nước, động cơ trang bị là 0.8, ăn xăng như người luôn. Và giá chào bán là 98 triệu ạ. Ok anh Nguyễn Hùng này, em cảm ơn chị gái Đặng Thu Trang nhé. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi. Để lại số điện thoại em tư vấn nhé. Quay Y10 đi chị gái ơi, Y10 để em nhìn xem nào. Y10 ok, giữ máy này. Y10 em đang về thêm một chiếc xe Hyundai Y10 đời 2016 bản đủ 1.2, giá là 279 triệu xe gia đình màu trắng bản hatchback một đầu nhé. Còn Y10 xem nào, có con Y10 màu đen bản sedan nữa, giữ máy nào. Em lại ra bên ngoài một chút nhá, vì bên ngoài còn hàng hơn chục cái xe nữa chưa quay đến cơ. Ngày hôm nay thì em còn về thêm Xpander này. Xpander số tự động đời 2019, động cơ trang bị 1.5, máy eco. Đèn gầm là đèn pha bi cầu, mặt đèn đa chấu nhá, rất là nhiều đèn, cực kỳ sáng luôn. Phanh ABS một dàn lốp dày, xin nhan trên gương. Xpander 2019 và em đang chào bán là 558 triệu. 558 triệu cho chiếc xe Xpander. Trên vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh này, có nhớ ga tự động cruise control. Màn hình Android cảm ứng này, đề nổ khởi hành start top nhá. 558 triệu bao hồ sơ. Ok không ạ? Cực kỳ đẹp luôn, rất là hiếm khi về Xpander các bác nhá. Rất là hiếm khi em về Xpander này, vừa rồi em lổ tài khoản rồi. Vừa rồi em nhận là anh Minh Chiến nhá, đã cọc rồi. Anh Minh Chiến gọi đây không nhỉ? Anh Minh Chiến vừa rồi cọc của em Lê Hương chiếc xe này rồi. Sáng nay anh xem qua hình ảnh thôi, bảo chưa anh cọc về lổ tài khoản rồi ạ. Lổ tài khoản chiếc xe Chevrolet Cruze số tự động mới về đêm ngày hôm kia rồi. Đây, lổ tài khoản rồi nhớ, một chút nữa thì em sẽ đăng cho các bác nhà mình nhìn ạ. Lổ tài khoản rồi các bác ơi, sáng nay lúc bắt đầu nay anh Chiến bỏ tí anh cọc thì anh cọc thật rồi. Y10 em có nào, giữ máy là để em nhìn. Y10 đây, Y10 đây ạ, Y10 đây. Y10 bản sedan 2 đầu biển 98 với nước sơn màu đen, bản đủ 1.2 đời 2016 này. Phím mở một trạm thông minh, xin nhan trên gương đầy đủ rồi, máy số zin xe gia đình. Và em đang chào bán chiếc xe Y10 có đề lổ thông minh này với giá là 295 triệu. Nước sơn màu đen đẹp, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ và không khoan đục. 295 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình, ok không ạ? Ok, em cảm ơn chị gái Đặng Thu Trang nhé. Đấy các bác ạ, nhiều bác thì vẫn còn hơi lăn tăn một chút, nhưng nhiều bác là đã tin tưởng tuyệt đối là cứ thế là cọc thôi. Cọc là em ship xe tận nhà mà, ok không ạ? Chất lượng em cam kết cho mình. Y10 biển 98 với nước sơn màu đen đẹp đây. Cảm biến phía sau có 4 mắt cảm biến này. Bác nào quan tâm về Y10 để lại số điện thoại em gửi thêm hình ảnh và video chi tiết nhé. Sao anh không thấy xe room nào nhập xe Suzuki 7 chỗ nhỉ? Anh ơi, dòng đấy hơi hiếm anh ạ. Hơi hiếm mà nó không thông dụng nhiều. 7 chỗ để mà vừa đi dịch vụ vừa đi gia đình được. Nếu như mà Innova, quan trọng nhiều nhất là số sàn nhé. Innova số sàn 7 chỗ này, Xpander vừa đi gia đình vừa đi dịch vụ được này,
Activa thì đi gia đình hoặc đi đường núi hoặc đi đường xấu hơn vì em nó khỏe hơn. Còn Isuzu, nhiều bác nào đã từng đi Isuzu thì đi rất là sướng. Nhiều bác lại không khoái dòng Isuzu anh ạ, rất là hiếm luôn ạ. I10 em có I10 đấy nhá, I10 295 triệu bao hồ sơ. Và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Đấy, em có nhiều I10 nhá. Bác Phạm Hiến ơi, tắt tên gắn thẻ bạn bè anh Phạm Đô vào đây giúp em được không ạ? Nhiều xe đẹp nào. Cờ đuôi màu đỏ đây. Cờ đuôi màu đỏ đời 2017, số tự động, động cơ trang bị là 1.8, có cửa sổ trời, cảm biến va chạm phía sau, 4 mắt cảm biến, biển thủ đô Hà Nội nhá, xi nhan trên gương. Và giá chào bán là 389 triệu. Thì vừa rồi anh Chiến, anh Minh Chiến đã cọc cho em Hương xem là mấy triệu nào. Lồ tài khoản rồi đây này. Anh Minh Chiến vừa rồi đã cọc tạm hôm trước cho em Hương 6 triệu rồi nhá các bác nhá. Cọc tạm 6 triệu rồi. Để xem xe rồi các bác này. Bác nào thích xe nào cứ cọc vào đây cho em. Cọc để em giữ xe cho các bác nhà mình. Ok không ạ? Ok không ạ? Có rất là nhiều mẫu xe nhá. Các bác chỉ cần cọc thôi ạ. 230 triệu đọc số tài khoản. Anh gì nhỉ? Anh Nguyễn Hùng ơi, 230 triệu con này không ra được nhá. Không một dòng xe cỏ nào mà em bớt được 65 triệu đâu ạ. 230 triệu thì anh sẽ mua được một chiếc xe I10 2016 bản thiếu. Không thể mua được bản sedan hai đầu bản đủ đâu ạ. Ở đây em còn có 5 chỗ gầm cao này. 5 chỗ gầm cao Eco Sport với nước sơn màu nâu ạ. Em có Camry không ạ? Camry thì em có một con Cam nhập Mỹ nhá. Cam Mỹ đạt động cơ trang bị là... Con Cam đấy là 1.8 nhá, con đấy cũng phải hơn 4 đồng. Anh ơi, đã là Cam thì không rẻ được. Đã là Cam thì không rẻ được, nó phải hơn 4 đồng anh ạ, nó phải hơn 4 đồng. Còn đây là nội thất bên trong của chiếc xe Eco Sport đời 2015 đăng ký lăn bánh lần đầu 2016 ạ. 418 triệu với nước sơn màu nâu, hay còn gọi là màu Titanium đây. Có cho em một chiếc xe Eco Sport chân dài, 5 chỗ ngồi gầm cao đây ạ. Để lại số điện thoại em tư vấn nhá. Anh Phạm Đôi, 250 triệu không vào việc được ạ. 295 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Nếu như mà tầm 230 triệu các bác có thể tham khảo I10 nhập ấn bản sàn, à bản số sàn bản thiếu này. I10 2016 nước sơn màu đỏ đẹp đời 2016 động cơ 1.0 bản thiếu nhập Ấn Độ nhá. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 11/2023 cơ. Em đang bán chiếc xe này với giá là 229 triệu. Lên màn hình Android rồi, dán như phim cách nhiệt chống ồn đầy đủ rồi. I10 đời 2016 229 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt nhá. 229 triệu 2016 đây, bao hồ sơ và em còn bớt. Các bác nhà mình để lại số điện thoại em Lê Hương tư vấn và I10 này. Để lại số điện thoại em Hương tư vấn và I10 nhá. Có con nào 50 triệu không? Hiện tại em hết I10 hết xe 50 triệu rồi. Tài chính 300 triệu có con nào màu trắng đẹp không? À, màu trắng này, số tự động này 300 à. Có màu bạc thôi anh ơi, có màu bạc thôi, có La City CDX màu bạc thôi, 265 triệu thôi. Còn màu trắng thì em có Kia Rio nhưng giá lại trên 3 đồng cơ, gần 4 đồng rồi. Kia Rio đời 2015, số tự động đẹp, nhập Hàn nguyên chiếc, full lịch sử hãng đây. Biển 30, biển 30 nước sơn màu trắng nhá, có nhớ ga tự động cruise control. Xin nhan trên gương, nước sơn màu trắng đẹp, biển thủ đô Hà Nội. 395 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt này. Còn Hyundai Getz không chị? Hyundai Getz em đang Hương đang có 4 chiếc nhá, giữ máy giúp em nào. Honda City, anh điện máy Lam Hoàng ơi, em có 2 chiếc xe Honda City. Một chiếc xe City đời 2014, một chủ màu đen máy zin. Form mới là 345 triệu. Một chiếc xe là 2013 đăng ký 2014 màu đen là 365 triệu số tự động nhá. Honda City để lại số điện thoại em tư vấn nào. Còn màu trắng biển thủ đô Hà Nội đây thì em có này, Kia Rio máy số zin, cam lùi, cam hành trình, màn hình Android full lịch sử hãng và em đang chào bán với giá là 395 triệu. Em xin phép đi vào bên trong nhá, nắng quá rồi, nắng quá là điện thoại hay bị sập lắm ạ. Để lại số điện thoại em tư vấn nào, quan tâm với Hyundai Getz em có Getz nhá. Innova em có Innova luôn, ok không ạ? Fiat thì em có đời 2012, 2015 và 2017 nhá. Hyundai Getz vừa rồi em có quay đây. Hyundai Getz đời 2008, số sàn và giá chào bán là 145 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm ạ, có Hyundai Getz đây, ok anh Trần Mạnh Quân. Anh Trần Mạnh Quân kết nối vào Zalo cho em nhá, số hotline, ồ em chưa ghi số hotline ở đây rồi. Từ đầu live đến giờ quên không ghim số hotline để các bác liên lạc rồi. Hỏi sao không thấy cuộc gọi nào từ lúc livestream. Đây nhá,
số hotline em ghi ở đây 0354602790. Các bác quan tâm thì để lại số điện thoại kết nối qua Zalo cho em nhé. Mọi ngày ghim số điện thoại là các bác gọi cháy máy luôn. Mà hôm nay thay sao cái im à? Hóa ra là quên chưa ghim số điện thoại. Hyundai Get đây ạ. Em nói đến đâu thì phải cho số tài khoản để mọi người biết còn đăng ký xe đấy. Ok anh Giang Nguyễn Hữu Nhiệm nhé. Mặc dù các bác chưa chốt được trên live hay chốt xuống dưới live rồi, em đều để giá như trên live stream luôn. Trên live stream bao hồ sơ bớt luôn 10 triệu đồng. Ok, có xe hộ nghèo cho anh xem bán tải. Ok nhá, anh Nguyễn Hữu Niệm, Nhiệm ơi đẩy view lên cho em nào. Bán tải giữ máy nào, em lại vừa vào mất rồi. Đây này, em có này, Wagon đây 146 triệu, 145 triệu, còn 140 triệu. Vì chiếc xe bán tải em lại ra bên ngoài một lần nữa nhá. Bán tải thì em có Coronado đến từ thương hiệu Chevrolet của Mỹ này, lắp ráp tại Việt Nam. Bán tải Coronado đời 2017, bản nhập số tự động, động cơ trang bị 0.8 đây. Và em đang chào bán với giá là 568 triệu đời 2017 nhá. 568 triệu đời 2017. Em này thì full option rồi. Biển tư nhân Hải Dương nước sơn màu đen, cam 360 xin nhan trên gương. Các bác nhìn này, bộ cam 360 lắp hơi bị nhiều tiền luôn. Xin nhan trên gương đẹp nhá. Nước sơn màu đen đẹp và em này là hai cầu điện đây ạ. Bán tải Coronado hai cầu điện, vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh. Có cảnh báo va chạm phía trước này, đèn là đều đèn pha auto tự động nhá, điều hòa cũng là auto, hỗ trợ trơn trượt, đổ đèo, tránh lệch làn đầy đủ cho em rồi. Hai cầu điện Coronado số tự động máy dầu. 568 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại nhá, để lại số điện thoại ạ. Fiat tự động thì em có 2013 màu bạc, ok không anh? Để lại số điện thoại ạ. Morning 2015-2016 à. Morning 2015-2016 thì em tạm hết, em có i10 thôi. Morning tạm hết rồi. Và ngày hôm nay còn có bán tải cũng là Coronado nhưng đối lập hoàn toàn. Em này là số sàn một cầu máy dầu màu trắng nhá. Em này thì giá hợp lý hơn một chút này. Đời 2018 và em đang chào bán với giá là 470 triệu. Bán tải Coronado nước sơn màu trắng đẹp đây, 470 triệu. Dán hết phim cách nhiệt chống ồn rồi, chống nhìn trộm này. Màn hình Android, điều đèn pha nó cũng là auto nhá. Vô lăng có túi khí an toàn đầy đủ rồi, trần nỉ zin. Và em đang chào bán với giá là 470 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Nước sơn màu trắng đẹp có bán tải Coronado. Em còn có chi tông này, DT50 này. À, anh Chiến ơi, em đây, em đây. À vừa rồi em nhìn thấy số tài khoản của anh cọc của em rồi nhưng em mà live stream em chưa nhìn thấy. Đây anh Nguyễn Chiến nhá, đây xe của anh đây. Vừa rồi em Hương có nhận cọc xe của anh Minh Chiến này, à của anh Nguyễn Chiến này, đây. Biển thủ đô Hà Nội đây, em sáng nay có đăng video là cần tìm một anh trai đẹp trai ở Hà Nội để nhượng lại chiếc xe Cruy số tự động đời 2017 đây, 389 triệu. Thì anh Chiến ơi em đây, em mải live stream quá nên chưa đọc được tin nhắn của anh thôi ạ. Em nhìn thấy số tài khoản nổ rồi. La răng để thao này, cả đèn bi salon này, giải đèn nét này, cửa sổ trời, nước sơn màu đỏ đẹp nhá. Anh yên tâm anh nhá. Đây xe này của anh rồi đây, anh yên tâm nhá. Em đi vào một chút không lắng quá nó sập điện thoại anh Chiến nhá. Em nhận được số tiền của anh rồi ạ. Cọc rồi, em biết rồi. Nhưng em đang live stream em chưa trả lời được thôi. Đẩy view lên cho em nào. Các bác nhà mình cần cọc để ship xe tận nơi, em cọc cho em 10 triệu đồng ship xe về tận nhà cho các bác nhà mình, ok không ạ? Chào các bác bố bống bang này, lâu lắm không gặp anh này. Chào bác Văn Đảng này. Ok, anh chồng cọc gờ đuôi 2017 rồi em nhé. Ok anh ạ, cảm ơn anh rất là nhiều các bác thấy không ạ. Cọc trực tiếp trên live stream ok chưa ạ? Quá là tuyệt vời luôn khi mà anh Chiến, anh Minh Chiến đã cọc trực tiếp trên live stream cho em rồi. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại, lại em lại cho các bác cọc nữa. Giá xe trên live stream lúc nào cũng đẹp luôn. Cảm ơn anh Giai Minh Chiến, anh Nguyễn Chiến nhé. À, ở đây thì em còn có một chiếc xe nữa đây. Em này đến từ thương hiệu Toyota. Toyota Vios đời 20. Quay bán tải tiếp đi em ơi, anh Dương ơi. À, bán tải thì em có chi tông nhá, giữ máy còn thêm chi tông nữa ạ. Ở đây thì em có bán tải cô à, có cái gì nhỉ? Có Vios này. Toyota Vios đời 2015 với nước sơn màu bạc, xe gia đình 1.5 bản e xịn và em đang chào bán với giá là 345 triệu. 345 triệu cho chiếc xe Toyota Vios ạ. Alo ạ. À? Em đây anh.
Vâng, anh ơi kết bạn Zalo em số này nhé, một chút nữa xuống livestream để em tư vấn cho anh nhé. Em đang livestream và hôm nay em livestream muộn. Anh nhé. Ok, ok, dạ, dạ. Đấy các bác ạ, em mấy hôm nay thư ký nghỉ nên là không có ai trực hotline nên em phải vừa live vừa tiếp khách các bác nhé. Đây, chiếc xe Vios kia là đời 2015 màu bạc, em đang bán là 345 triệu. Còn ngày hôm nay em còn về thêm một chiếc xe Chevrolet Cruze đây. Chevrolet Cruze đời 2010 và em đang chào bán là 255 triệu. Cruze đời 2010 nhá, nước sơn màu bạc biển 37. Hôm qua bác nào hỏi em có xe biển 37 tự động không thì hôm nay em về luôn nhé, về luôn phục vụ bà con nhà mình. Biển 37 Nghệ An thân yêu, cảm biến va chạm phía sau, bốn mắt cảm biến có cam lùi. Nhưng rất là đặc biệt là em này có cả máy số zin nhá. Xinh gái lại nói hay thì anh nào trả cọc. Ok anh Giai Minh Chiến này, ngày mai nhá, ngày mai thì em sẽ cho xe lên Hà Nội cho anh ạ. Còn ngày hôm nay thì đây, anh vừa mới ăn cỗ về giờ bắt đầu mới livestream được một tí đây này. Chiều nay lại có việc rồi, lại có cỗ tiếp rồi. À, CDX máy số zin nhá. Bình thường CDX không giữ được máy zin, nhưng đây chiếc xe này bác chủ cũ giữ được máy số zin luôn. Ok không ạ? Đời 2010, máy số zin, biển 37, Nghệ An thân yêu. CDX với nước sơn màu bạc, cảm biến phía sau, bốn mắt cảm biến có cam lùi đầy đủ cho em rồi. Anh Bình ơi, Bình, anh Bình ác quy ơi, 300 triệu chưa vào việc được Vios nhá. Em không bớt được nhiều như vậy đâu ạ. À, đây các bác nhìn này, táp lô bên trong hai màu. Táp lô bên trong hai màu và có gì, có cửa sổ trời này, vô lăng tích hợp các phím bấm này, đề lộ khởi hành start top, màn hình Android số tự động đẹp, la safety CDX, hai túi khí an toàn, phanh tay, la răng thể thao, phanh ABS đầy đủ nhá. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 11/2023, còn một năm nữa cơ. Cam lùi, cam hành trình, màn hình có hết rồi, 255 triệu bao hồ sơ. Và còn bớt thêm nếu như bác nào cọc trên livestream bớt luôn 10 triệu đồng, ok không ạ? Cọc trên livestream ngày hôm nay bớt luôn 10 triệu đồng. Lúc nào em cũng hoan hỉ khách nhà mình cọc trên livestream ạ. Bán tải em có này, i10 bản đủ hai đầu em có này. Ok, giữ máy giúp em nào. Em sẽ quay qua một chút nhá. Nhiều mẫu xe chưa quay đến này. À đây, hôm nay em còn về thêm một chiếc xe Chevrolet Cruze này. Chevrolet Cruze biển thủ đô Hà Nội với nước sơn màu vàng gôn. Em này là đời 2011 các bác nhá, đời 2011. Cảm biến va chạm phía sau, bốn mắt cảm biến cam lùi đầy đủ rồi. Cờ đuôi màu vàng gôn hay còn gọi là màu vàng cát đấy ạ, cực kỳ đẹp, sang mà không hề bị già. Và em đang bán là 245 triệu. Vô lăng ốp mạ chrome, đèn pha tự động này. Điều hòa đẹp luôn và em này lên màn hình rồi. Lên màn hình combo màn hình cam lùi đầy đủ rồi và giá chào bán chỉ có 245 triệu thôi. Một chiếc xe đầm chắc như là Camry, bác nào từng đi Cruze rồi, có nguyên một hội nhóm về Cruze, về nói về Cruze đi rất là sướng luôn. Rất là sướng luôn các bác này. Rất là sướng luôn ạ. Alo ạ. Lê Hương ạ, Lê Hương ạ. Dạ vâng em đây ạ, dạ. Xpander là đời 2019 chị ạ. Số tự động màu trắng. Vâng. Con đấy đi chuẩn 5 vạn chị nhá, đi chuẩn order là 5 vạn ấy, xe gia đình. Em đang bán là 558. Dạ, biển con đấy là trong Sài Gòn, trong miền khu vực miền trong chị nhá. Vâng. Con đấy biển là 61 hay 62 đấy ạ chị ạ. Nói chung là trong miền trong này em rút hồ sơ luôn để về các bác nào mà chốt phát này em cứ thế là em lối xăng luôn, là có hồ sơ luôn chị nhé, hồ sơ cầm tay luôn. Xe gia đình cam kết cho mình là không đâm xô ngập nước nhé. À, 558 triệu chị ạ. Khách trên livestream lúc nào em cũng bao hồ sơ bớt thẳng luôn 10 triệu cho khách livestream chị nhé. Vâng, thế chị ơi, chị kết nối Zalo cho em số này nhá, tại vì em cũng đang gió livestream ấy. Xong em tư vấn thêm cho. Dạ vâng, ok ok ạ. Dạ dạ. Dạ vâng. Các bác thông cảm giúp em nhá. Đây, Hyundai Getz thì em còn có đời 2010 đây ạ. Hyundai Getz đây. Cho anh xem xe khoảng 400 triệu, Innova 2012 em tạm hết, Elantra em tạm hết này. Bán tải em có nhá, bán tải giữ máy giúp em nào.
i10, 216 đến 219 em có này, một đầu hai đầu em có đủ luôn. Hyundai Getz em đang bán là 160 triệu đời 2010, nhập Hàn nguyên chiếc, số sàn nhá, 160 triệu bác nào đấy. Ngày hôm nay rất là nhiều khách hàng nhá, xin số tài khoản này cọc, bác nào cọc cọc luôn cho em ngày hôm nay. Giá cực kỳ yêu thương cho các bác nhà mình. Chất lượng thì em cam kết cho mình rồi, không đâm xô, không ngập nước và không bị phạt nguội, chủ mã đầy đủ nhá. Bao hồ sơ luôn, nên bác nào cọc thì cứ để lại số điện thoại hoặc là em gửi luôn số tài khoản lên đây cọc luôn cho em được không ạ? i10 thì em có đây, i10 đời 2018, số sàn động cơ trang bị là 1.2 bản thiếu nhá. Bản thiếu 1.2 có i10 2018 đây. Nước sơn màu bạc, xi nhan trên hông, la răng thể thao. Em đang bán chiếc xe i10 2018 này với giá là 299 triệu. Nội ngoại thất đẹp, sơn xi sạch đẹp, máy số zin ngon luôn nhá. Màn hình Android để nổ em này có để nổ không nhỉ? Màn hình Android em này chưa có để lỗ nhá. Để bản thiếu này sẽ không có túi khí an toàn và phanh ABS đâu. Nhưng mà cái đấy nội ngoại thất của em nó quá là đẹp luôn. Có cam lùi và màn hình Android rồi. Và giá là 299 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Ok không ạ? Đẩy view lên cho em nào. Ngày hôm nay là chơi tới bến luôn nào. Xe là xe giá hộ nghèo cho các bác nhà mình đây. Xe hộ nghèo cho các bác nhà mình đây ạ. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Chào anh giai quý nê nào. Đẩy view lên giúp em nhé các bác nhé. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Đôi khi bình luận nó bị ẩn đấy ạ. Morning ạ, Morning 216 em tạm hết anh Nguyễn Phong nhá. Em còn i10 216 mới về 1.2 màu trắng. Bản 1.2 bản đủ nhưng lại còn 1.2 số sàn. Lên đèn pha bi cầu cơ, cực kỳ đẹp luôn. Nhưng hôm nay lại không ở nhà, Thọ lại đi bắt xe rồi. Bác nào quan tâm về i10 bản đủ 1.2 để lại số điện thoại cho em nhá. Đây ạ, ngày hôm nay thì em còn có thêm một chiếc xe Lacetti CDX này. Lacetti CDX nhưng mà độ lên form của Cruise đẹp nhá. Lacetti CDX 240 triệu này. Lacetti CDX 240 triệu, nước sơn màu đen, số tự động, có đề lỗ thông minh, cửa sổ trời, màn hình đầy đủ rồi. Nhưng giá chỉ có 240 triệu cho chiếc xe Lacetti thôi. Bác nào cần tìm cho mình một chiếc xe với tầm tiền như Morning và i10 nhưng đi bản sedan hai đầu, nhập Hàn nguyên chiếc, để lại số điện thoại và kết nối trực tiếp qua Zalo cho em ạ. Có con nào vừa tiền không? Anh Bùi Lâm ơi, vừa tiền thì có tầm 250 triệu quay đầu. Ô tô là vừa tiền anh nhá. Ví dụ như con này có 240 triệu thôi. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Ok không ạ? Ok không ạ? Để lại số điện thoại em tư vấn thêm nào. Và bên đây thì em còn có cờ rui nhá. Cờ rui em có màu vàng gold 211. Màu đen cũng là 212 đây. Chevrolet cờ rui màu vàng gold. À màu đen gì? Màu đen tuyền nhá. Em đang bán là 255 triệu. Động cơ trang bị 1.6 đây, số sàn, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, phân khúc cỡ xe biển 36 Thanh Hóa đây ạ. 255 triệu có che và đét cờ đuôi. Để lại số điện thoại và bình luận phía dưới bài livestream ngày hôm nay của em nếu như các bác nào quan tâm về mẫu xe nào nhé. Quan tâm về mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em nào. Cọc trực tiếp trên livestream em bớt luôn 10 triệu đồng và bao hồ sơ cho các bác nhà mình. À, có con nào tầm 15 triệu không ạ? À? Bác Nguyễn Hoàn Thủy ơi, 15 triệu hay là 150 triệu ạ? À? Làm gì có ô tô nào 15 triệu ạ? À? Làm gì có ô tô nào 15 triệu đâu ạ? À? 150 triệu thì nhiều nhá. Bên đây em còn có Hyundai Accent này. Hyundai Accent biển 20 với nước sơn màu lâu cà phê. Và em đang chào bán với giá là 345 triệu số tự động. Hyundai Accent 345 triệu số tự động đời 2011. Và chiếc Accent này là bản nhập nhá, không phải là bản lắp ráp trong nước đâu ạ, là bản nhập khẩu này. Vô lăng tích hợp các phím bấm tăng giảm rồi. Số tự động đẹp, xi nhan trên gương, máy số ngon, 345 triệu. Bao hồ sơ và em còn lọc thêm cho các bác nhà mình. Có Hyundai Accent. Còn một dàn xe như là Innova thì em có nhiều rồi. Thì những dòng xe cũng là 7 chỗ nhưng giá rẻ đây. Cho anh xem cờ đuôi Thanh Hóa đi. Ok, anh Trần Anh giữ máy này, 100 triệu em có chị gái ơi. À bác Tân Thành cơ khí ơi, em có Spark 98 triệu nhá. Còn nhô 100 một chút thì em có Morning hơn 100 một chút nhá. Và đây là chiếc xe 7 chỗ ngồi to xác nhưng mà giá rẻ này. Kia Captiva đời 2009, động cơ trang bị 2.4, xe đăng ký 7 chỗ ngồi, máy xăng. Captiva số sàn, có điều hòa auto, ghế lái chỉnh điện, đèn pha bi cầu. Và em đang bán là 228 triệu cho chiếc xe Captiva đây. 228 triệu ạ. Chevrolet cờ đuôi đời 2012, biển 36 Thanh Hóa thân yêu đây. La răng thể thao, phanh ABS, đăng ký đăng kiểm đến tháng 5 2023.
số sàn 1.6 phân khúc cỡ C. Em này cũng được bác chủ cũ độ lên màn hình Stepna rồi. Màn hình Stepna này sẽ lên gần 1 triệu, à gần chục triệu rồi. Màn hình Stepna này là gần chục triệu rồi. Bác nào mua em này là được cái màn hình đẹp rồi này. Máy số ngon, nội thất đẹp, trần nỉ zin, sơn si sạch sẽ, táp ni táp lô đẹp. Và giá chỉ có 255 triệu thôi. Bác nào trong Thanh Hóa ơi, nếu như mà chốt này, nghe em nói này, nếu như mà chốt này, giữ nguyên biển, bao công chứng, bao vận chuyển, ok không ạ? Ngày hôm nay là cho các bác nhà mình nhiều chế lợi luôn ạ. À, bà chủ nói hay quá, ok em cảm ơn Nam Anh này. Kia K3 em tạm hết anh ơi. Anh Nội Đỗ ơi, ăn tít em tạm hết ạ. Anh Trần anh ơi, biển 36 thân yêu ngày hôm nay bao công chứng, bao vận chuyển tận nơi Thanh Hóa cho anh. Ok không ạ? Cọc cho em 10-15 triệu đồng ship xe vào tận nhà chưa? Ok. Quá là chuẩn chỉ luôn, làm việc nó phải nhanh nhẹn như vậy đúng không ạ? 255 triệu bao công chứng, bao vận chuyển Thanh Hóa cho anh. Nếu như ngày hôm nay anh, nếu như ngày hôm nay anh gì nhở, anh gì đâu rồi, anh Trần anh chốt nhá, chốt luôn, bao vận chuyển luôn. Đấy, Thanh Hóa, ok không ạ? Y10 hoặc Y20 tự động có không, màu đỏ vàng cát, ok. Y10 tự động thì em không còn, hết Y10 tự động, nhưng Y20 thì em còn một siêu phẩm luôn. Nếu như bác nào vừa rồi đầu like cùng em xem thì có biết rằng em có một chiếc xe Y20 số tự động đẹp với nước sơn màu trắng nhá, à màu đỏ nhá. Không phải là đẹp đâu mà là siêu đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Ok, giữ máy nào. Em sẽ quay lại siêu phẩm Y20 cho các bác nhà mình nhìn nhá. Em đảm bảo bác nào với cái tầm tiền đủ như vậy là chốt luôn, vì nó quá là đẹp, zin đẹp cả xe mà. Bác Nguyễn Văn Long này, nghe cùng em này. Hyundai Y20 số tự động đời 2015, xe đăng ký 5 chỗ ngồi phiên bản hatchback, giống như là form của 5 chỗ gầm cao đấy ạ. Một dòng xe 5 chỗ gầm cao đúng không ạ? 418 triệu đời 2015 bản nhập nhá. Động cơ trang bị 1.5, đèn pha bi cầu, giải đèn led, có đèn gầm, một dàn lốp dày nó rốt lốp Michelin. Xin nhan trên gương, đăng ký đăng kiểm đến tháng 4/2024, phím mở một trạm thông minh hai cánh trước. Màn hình giải trí đề lỗ thông minh, nghe gọi trên vô lăng. Nội thất bên trong sạch sẽ gọn gàng, máy số zin, sơn zin. Máy số zin, sơn zin. Và em đang chào bán với giá là 418 triệu. 418 triệu cho chiếc xe Y20 bản nhập số tự động nhá. Hyundai Getz em có, giữ máy nào. Hyundai Getz em có này. Biển 99 này, cảm biến phía sau 4 mắt, cam lùi, cam hành trình, đề lỗ thông minh có đầy đủ ạ. 418 triệu cho chiếc xe, 418 triệu cho chiếc xe Y20 đời 2015 ạ. Có xe nào dưới 100 không ạ? Em có ạ. Lạ nhỉ, vẫn có người giao dịch nhỉ. Anh Hùng Hoàng ơi, thế nào là lạ? Thế nào là lạ hả anh? Mua thật bán thật tại sao lại không có người giao dịch? Chỉ sợ những người vào bình luận nó tiêu cực, nó biến đổi chất đi làm cuộc sống nó bon chen, nó vất vả hơn thôi, chứ còn thật thà thì làm sao mà sợ anh? Hay là anh chê dòng xe cũ vì xe nhà em chỉ bán cho những bác nông dân công nhân thôi. Thật em không có nhiều xe cho bác nào lắm tỷ tiểu nhiều tỷ đâu, em chỉ có vài trăm triệu quay đầu thôi, vài chục triệu em cũng có xe cho bà con nhà mình đi cơ. Nên là chắc bác giàu có nên là bác xem này, bác xem xe này là bác không ưng đâu. Nhưng nhiều bác những vài chục triệu một chiếc xe là cả một vấn đề họ cố gắng các bác nhé. Nên là không có gì là nạ anh ạ. Hyundai Getz đây, con Getz này mới về. Anh ơi con Getz này đời bao nhiêu? Hyundai Getz biển 36 vừa mới về nhá các bác nhé. Đời 2009, động cơ trang bị 1.1, số sàn 145 triệu. Con này cứng cáp thế này mà 145 này. Lipo thể thao cam lùi biển 36 đây. Có cho em Hyundai Getz đời 2009 này, 145 triệu có xe Hyundai Getz ạ. CX5 em tạm hết nhé, CX5 em tạm hết ạ. Đây Hyundai Getz cho bác nào cần đây. Sơn si sạch sẽ, máy số ngon, nội thất đẹp, 145 triệu. Nhà em chỉ nhiều xe cho các bác nhà mình thôi, tầm vừa tiền thôi, nhiều tiền quá các bác lại các bác lại khinh xe cỏ nhà em thì buồn lắm ạ. Santa Fe em tạm hết nhanh. Bùi Lâm ơi bán tải đây. Bán tải đời 2016, máy số zin, một cầu chi tông. Bán tải chi tông lên đề lỗ thông minh, máy số zin, một cầu, máy dầu nhá. À, màn hình Android cảm ứng, nội thất đẹp rồi. Bán tải chi tông em đang bán với giá là 469 triệu ạ. 469 triệu cho chiếc xe bán tải chi tông đời 2016, động cơ trang bị 2.5, bản nhập số tự động nhá. Biển thủ đô Hà Nội ạ. Giá chào bán là 469 triệu. Bác nào cần bao hồ sơ thì em bao hồ sơ ạ. Xpander em có nhá, Xpander em có anh Vân ơi. Xpander em đang có một chiếc xe 2019 màu trắng số tự động ạ.
chi tông đấy nhá các bác nhá. Ngày hôm nay em còn về thêm cả Mazda 6 cơ, 560 triệu. Một chiếc xe với tầm tiền hơi cao hơn một chút so với phân khúc xe 5 chỗ ngồi bên nhà em đang bán này. Nhưng chiếc xe này là chiếc xe của người quen em mua lại nhá, cực kỳ đẹp. Một chủ máy zin một chủ máy zin Mazda 6 đời 2016 em đang chào bán với giá là 560 triệu. Biển Quảng Ninh nhá, một chủ máy zin 4 chế độ lái, em này 4 chế độ lái này. Cờ rui bao nhiêu tiền? Anh Đống Đa ơi, cờ rui màu vàng gold 2016 form mới máy zin biển Hà Nội đấy là 335 triệu anh nhá. 335 triệu chốt trên livestream là 325 triệu em bao hồ sơ cho anh. Còn đây là Mazda 6 em mới về đây. Mazda 6 này nhiều chế độ lắm ạ. Nghe gọi khẩu lệnh này, nhớ ga tự động cruise control này, khóa cầu V-Side hỗ trợ trơn trượt. Và em nó còn có chế độ giống như mà mình đi xe A-Blade đấy ạ. Xe xe ga hiện tại bây giờ xe máy đấy, mình dừng đèn đỏ khoảng 2 giây nó sẽ ngừng tắt máy. Và khi mình đi nó tự động nổ máy cho mình nhá. Ok không ạ? Điều hòa auto Mazda 6 4 chế độ lái em đang bán là 560 triệu. Ghế lái và ghế phụ đều có chỉnh điện và nhớ hai vị trí nhá. Một chủ tư nhân máy zin. Bất động sản đây, của bác đại gia bất động sản đây ạ. Điều hòa hai vùng độc lập đây, cửa sổ trời nhá. Mazda 6 2016 560 triệu đây ạ. 4 chế độ lái, tư nhân, một chủ máy zin nhá. Bác nào mà mua được chiếc xe này là mê luôn. Đi cực kỳ đẹp luôn ạ. Kia K3 K5 cũ khó có không? Kia K3 tạm hết rồi, K3 tạm hết nhá. Vừa rồi là một chiếc xe Mazda 6 560 triệu. Nhưng ở đây em còn có một chiếc cũng là Mazda 6 nhưng mà 168 triệu. Mazda 6 đời 2004, số sàn bản sedan 2 đầu. Bác nào cần tìm chiếc xe dưới 200 triệu bản sedan đây. Cũng là Mazda 6 nhưng mà giá nó lạ lắm các bác ơi. Biển 37 thân yêu. Giá chỉ có bao nhiêu? Giá chỉ có là bà... Giá chỉ có là 168 triệu thôi. Mazda 6 số sàn động cơ trang bị 2.4, 168 triệu. Là động cơ trang bị 2.0 nhé. Động cơ là 2.0 đời 2004. Mazda 6 đây ạ. Giá là bao nhiêu? 168 triệu. Innova em có luôn. Innova em có này. Cờ rui màu vàng gold biển thủ đô Hà Nội em đang bán là 335 triệu. Máy số zin form mới nhá. Đèn gầm là đèn bi salon, có giải đèn led xi nhan trên gương, na răng thể thao đẹp rồi. Cam lùi, cam hành trình, màn hình Android cảm ứng cũng đầy đủ cho em ạ. 335 triệu cho chiếc xe Chevrolet cờ đuôi 20. Cờ đuôi này là đời 2016 nhá. Máy số zin này, màn hình cam hành trình đầy đủ rồi. Điều hòa auto tự động nhé, không phải điều hòa cơ đâu ạ. Innova thì em có đây. Thả tim thả like lên cho em nào. Anh Thế Hiển ơi, Innova đời 2010 với bản G, xe đăng ký 8 chỗ ngồi. Cam lùi, cảm biến va chạm đầy đủ nhá. Innova em đang chờ bán với giá là 275 triệu. Không mang chìa khóa rồi. 275 triệu, máy số ngon, nội thất màu kem, động cơ trang bị 2.0, xe đăng ký 8 chỗ ngồi đây. Innova nhá, biển 98 Bắc Giang, 275 triệu và em bao hồ sơ. Còn bớt thêm cho các bác nhà mình, sờ bắc màu đỏ em ơi, sờ bắc màu đỏ em tạm hết nhá. Sờ bắc màu đỏ em tạm hết, em có sờ bắc màu trắng này. 5 chỗ ngồi thì có sờ bắc màu trắng này. Và có sờ bắc màu xanh mới về nhưng mà đăng ký 2 chỗ ngồi nhá. Bên đây em có màu đỏ là Kia Cerato ạ. Innova em có mà anh Hiển ơi, vừa rồi em có nói đây đi, Innova đấy. Innova em có 2010 và 2015 form mới nhá. 2015 form mới là 418 triệu, có 2017 và có 2016 nữa ạ. Còn đây em có Kia Cerato đây. Kia Cerato full option nước sơn màu đỏ đẹp, đời 2012 và em đang chào bán với giá là 365 triệu. Phiên bản hatchback Cerato 365 triệu bản nhập. Động cơ trang bị 1.6, số tự động đẹp, gương kính cụp chỉnh xi nhan trên gương. Và em đang bán là 365 triệu ạ. Kia Morning thì em có Kia Morning bản nhập số sàn đây, đời 2011 và giá chỉ có 130 triệu thôi. 130 triệu, ok. Các bác nhà mình ơi, đừng quên để lại số điện thoại cho em nhé. Đừng quên để lại số điện thoại cho em ạ. Sờ bắc 2 chỗ ngồi màu xanh đấy, con đấy là em đang bán là 160. 158 triệu, 160 triệu vừa mới về. Xpander em quay lại đây ạ. Xpander 2019 ạ. Xpander đời 2019, nước sơn màu trắng đẹp, số tự động và em đang bán là 558 triệu, hồ sơ cầm tay. À con này là biển 72 nhá.
biển 72 ạ. Khu vực miền trong thì em sẽ rút hồ sơ luôn. Để về các bác nhà mình khu vực miền Bắc chốt là em chốt luôn, không cần phải rút hồ sơ nữa thì rất là nhanh. Không cứ chuyển đi chuyển lại hồ sơ rất là lâu các bác nhé. Và em vẫn tự tin bao tết hãng này, bao tết hãng này, đâm xô ngập nước này, chủ mã đầy đủ này. Em này đi cực kỳ ít luôn, xe gia đình đi có 5 vạn năm thôi, 5 vạn rưỡi, hơn 5 vạn một chút thôi ạ. Xpander 558 triệu này. Innova em có 206 màu đen 235 triệu, 207 ạ. Mui trần em tạm hết ạ. Có màu vàng cát không em? Anh Thế Hiển ơi, màu vàng cát thì em có một con nhưng nó lại không phải là bản E, không phải là bản G, mà nó là bản G. Mà bản G thì có chạy dịch vụ. Nếu một chút nữa giữ máy em sẽ quay cho anh bản G nhé. Tình trạng xe như thế nào thì em sẽ nói như vậy luôn. Đây ạ, Chevrolet Bắc biển 34 đây. Em này là 168 triệu, à 158, 60 triệu vừa mới về đây ạ. Xe đăng ký 2 chỗ ngồi nhá, sơn xi sạch sẽ, máy số ngon luôn. Chevrolet Bắc này, 2 chỗ ngồi phù hợp hơn với bác nào mà hay cãi nhau với vợ. Mỗi lần mà vợ mà cáu lên không cho ngủ cùng thì ra đây nằm các bác như một cái giường luôn này. Như là một cái giường luôn. Chỉ có hơn 100 triệu thôi. Hoặc bác nào mà thích câu cá này hay là chở đồ nhá, quá là hợp lý luôn. Các bác nhìn này, khoang hành ghế thứ hai, đó là cái khu chở đồ rồi. Em này hay thường gọi là bán tải siêu mini đây ạ. Bán tải siêu mini nhá, hơn 100 triệu thôi, có bán tải đây ạ. Dạ đúng rồi anh ạ. Đúng rồi các bác, nhiều bác vào bình luận chê xe cỏ nhà em. Nhưng mà chưa chắc các bác đã biết rằng những chiếc xe cỏ đằng sau những chiếc xe cỏ là những bác mà đã từng mua xe và ủng hộ em Hương rất là có điều kiện. Nhiều bác vẫn bình luận bây giờ còn mua xe lái á thì không biết các bác đi xe gì. Nhưng đối với nhiều gia đình thì một chiếc xe 5-60 triệu họ đã cố gắng lên một mút xe ô tô để mua cho gia đình đỡ lắng mưa rồi. Nhưng nhiều bác cảm thấy rất là khó chịu khi mà em bán xe cỏ ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Ok, nghỉ thôi, em sẽ livestream một chút nữa này. Ở ngày hôm nay thì em còn có Toyota Vios này. Toyota Vios đời 2017 số sàn. Và em đang bán là 383 triệu có Toyota Vios nhá. Đời 2017 màu vàng cát. Em ăn cơm rồi, cứ ăn trước đi. Màu vàng cát có Toyota Vios đây. 383 triệu bao hồ sơ. Và em còn lọc thêm cho các bác nhà mình, ok không ạ? Cờ đuôi thì em có này. Cờ đuôi em có 16 này. 16 thì em có màu vàng và màu trắng bình thường, màu trắng form mới bình thường. Nhưng mà có một chiếc đây, Chevrolet cờ đuôi 2016 nhưng mà form độ nhá, độ lên body cực kỳ đẹp luôn. Xin nhan chân gương, đèn bi salon, giải đèn nét lại biển 36 nhá. Em đang bán chiếc cờ đuôi này với giá là 338 triệu. Đồ độ nhá mắc, lên bô on off xịn xò rồi, màn hình Android ghế da đẹp luôn ạ. Có Chevrolet cờ đuôi 338 triệu đời 2016 nhá. Ok, chuẩn rồi cơ. Ok, cảm ơn bác Dương Đào nhé. Anh Bùi Khắc Sơn đây rất là thông cảm cho bọn em nhé. Đây bọn em cũng có lán đây nhưng mà ít hay nhiều vẫn phải để ra bên ngoài. Kể cả bây giờ mình mua xe mới từ showroom người ta cũng để ở ngoài trời thôi anh ạ. Cũng để ở ngoài trời thôi. Bên em rất là nhiều xe. Để bên ngoài không hết được, phải để ra bên ngoài. Kể cả mình mua xe mới lăn hãng nhé. Từ lăn hãng năng dần măn ra cũng phải để ngoài trời mới về trên showroom được. Nên là cái xe nó cũng chỉ là cái gọi là tránh nắng tránh mưa thôi. Bọn em cho ra một chút, đến tí bọn em lại cho vào. Vì nhiều xe quá để gần nhau, lúc live chi bọn em không thể live được. Mở cửa ra nó sẽ va vào nhau và sẽ bị xước cánh cửa anh nhé. Nên là phải để ra bên ngoài. Còn vấn đề lắng mưa, kể cả mình có đi xe mới từ hãng lăn ra, bác là đã từng mua xe mới, em đã từng mua rồi, kể cả mình có ra hãng thì xe người ta cũng để bên ngoài thôi anh ạ. Cũng để bên ngoài thôi. Bên đây bọn em còn có lán đây ạ. Lúc mưa, lúc lắng bọn em còn có cho vào. Nhưng lúc live stream phải đánh ra một chút. Không, cứ mở cửa ra khoảng cách nó gần nhau quá là cửa sẽ va vào nhau và sẽ bị xước ạ. Có lẽ kết thúc buổi live stream ngày hôm nay thì em sẽ lên lốt chiếc xe Ford Fiesta. Ford Fiesta đời 2012, số tự động đẹp với động cơ trang bị 1.6 biển thủ đô Hà Nội. Phiên bản hatchback Ford Fiesta em đang chào bán với giá nào. Ok anh Tuấn Văn nhá. Nhiều bác, vâng nhiều bác buồn cười lắm ạ. Hay vào bình luận những cái tiêu cực. Bây giờ ai còn đi xe cỏ không biết là các bác như nào. Nhưng em thấy là xe cỏ là một cái khoản rất là lớn. Khi mà mình phải tiết kiệm này, ăn uống của con phải chất chiêu, bản thân không dám mua màu mặc đẹp thì mới mua được ô tô. Mà các bác khinh xe cỏ như em quá, không sao ạ. Nhiều bác vẫn ủng hộ em rất là nhiều.
265 triệu đời 2010 à 296 95 triệu nhá. 295 triệu Ford Fiesta phiên bản hatchback số tự động nước sơn màu trắng đẹp ạ. Xin nhan chân gương, đăng ký đăng kiểm đến tháng 5 2023. Động cơ trang bị 1.6 này. Fiesta em có 2 chiếc, một chiếc màu đỏ và một chiếc màu trắng nhá. Chiếc màu trắng này là 295 triệu đời 2012. Và em còn có đời 2011 là 285 triệu ạ. À, ngày xưa suýt nữa thì là tiếp viên hàng không đây anh ạ. Suýt nữa thi tiếp viên hàng không đây anh ạ. Trượt tiếp viên hàng không đấy anh. Chứ nếu mà được tiếp viên hàng không thì giờ cuộc đời nó đã khác rồi. Không phải live stream vất vả lắng mưa như này nữa rồi anh ạ. À đây, em sẽ lên lốt chiếc xe Innova form mới này. Innova đời 2010 năm form mới ạ. À, Fortuno em tạm hết rồi anh ạ. Ok anh Đông Phương nhá. Innova 2015 form mới, máy số zin, xe gia đình và em đang bán là 418 triệu. 418 triệu xin nhan trên gương đây ạ. Có Innova form mới này, nội thất tươi, trần nỉ zin, ba hàng điều hòa, máy số zin, cực kỳ đẹp luôn ạ. 418 triệu có Innova đây. Ok. Rất là nhiều mẫu xe này, còn 5 chỗ ngồi gầm cao, còn Eco Sport này. Con cờ đuôi biển Thanh Hóa. Đợi em một chút nào. Cờ đuôi biển Thanh Hóa là đời 2012 anh nhá. Đời 2012 đúng không nhỉ? Đây. Cờ đuôi biển Thanh Hóa, cảm biến va chạm phía sau, 4 mắt cảm biến, nắp Nippo thể thao, ốp mạ chrome cao cấp ở phần đèn hậu rồi. Lên màn hình Tesla xịn rồi. Cờ đuôi biển Thanh Hóa là đời 2012 và em đang bán là 255 triệu. Đời 2012 255 triệu anh nhá. Bao công chứng cho anh và bao vận chuyển Thanh Hóa cho anh, ok không ạ? Nga Sơn Thanh Hóa hay ở đâu Thanh Hóa thì em cũng bao hết cho anh luôn. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Đấy, 255 triệu bao công chứng với Thanh Hóa để nguyên biển ạ. Dạ vâng, đúng rồi. Mặt bằng chung của Việt Nam thì tầm xe này là đẹp rồi anh ạ. Vì đang trong cái giao chuyển từ xe máy lên ô tô thì những dòng xe này là hợp rồi. Ví dụ như những dòng xe như Eco Sport gầm cao đây, em có hai chiếc, đó là trên 400, phải những bác là phải có điều kiện một chút, dư giả một chút thì mới mua được, chứ không phải là mua được đâu. Nên nhiều bác nói là xe có mà cũng mua nên em cũng hơi buồn một chút ạ. Ok không sao ạ. À, đúng rồi ạ. À, anh ơi, Y20 mà biển Y20 màu đỏ đấy là biển gốc 99 nhá, biển gốc của tỉnh 99 ạ. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao, em có một đôi đen trắng này và có một chiếc màu cam này, ok không ạ? Chiếc màu cam Eco Sport 2017 em đang bán là 458 triệu. 458 triệu. Màu đen Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao 415 triệu. Màu đen Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao 2016 445 triệu, đều là số tự động bản titanium. Đặc biệt em màu trắng này được độ lên đèn bi salon này, đèn pha bi cầu nhá. Đèn gầm và đèn dưới là đều pha bi cầu. 216 màu trắng 445 triệu. Hai màu đen, à 215 màu đen 415 triệu. Và 217 màu cam thì em đang bán là 458 triệu. Con nào cũng bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Để lại số điện thoại em tư vấn thêm cho các bác nhà mình được không ạ? Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá rất là nhiều những mẫu xe đang được chào bán bên em. Các bác nghe em chào anh Vũ Văn Quảng này, chào anh Nguyễn Phong này. Giáp 4 em có đời 2008 số tự động này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá rất là nhiều những mẫu xe đang được chào bán bên em các bác nhé. Thấp nhất bây giờ thì em có Spark đời 2010, giá chào bán là 98 triệu. Và cao nhất bây giờ có lẽ là đang bán một chiếc xe bán tải là cao nhất. Nói chung là bên em Hương từ những dòng xe 600 triệu quay đầu về đến từ vài chục triệu là em có nhé. Nhiều nhất, trung bình nhất vẫn là từ 150 cho đến 300 triệu các bác ạ. Bác nào quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em hoặc kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn ạ. Có những đứa chê xe của bố nó chắc. Ok bác bằng ngọ nhá. Y10 khoảng 200 thì anh ơi cố lên một chút nhá. Em có Y10 2016 màu đỏ biển Quảng Ninh bản thiếu và em đang bán là 229 triệu ạ.
Em gái nói đẹp xe ô tô tuyệt quảng cáo hay. Ok, em cảm ơn anh Giai Bùi Năm nhé. Bác nào quan tâm thì cứ để lại số điện thoại cho em hoặc kết nối trực tiếp qua Zalo qua số hotline 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn ạ. Bây giờ em Hương xin phép được kết thúc buổi live ở đây để ngày mai 11:30 ngày mai em sẽ live sớm hơn hôm nay. Hôm nay em vào muộn quá nên là kết thúc cũng muộn ạ. Bác nào muốn đến xem xe trực tiếp thì đến với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Đến xem xe trực tiếp thì em sẽ để tư vấn cũng như là thêm cho các bác nhà mình. Bác nào ở xa thì em có thể hỗ trợ vận chuyển nhé. Nếu như xa quá nhưng mà Đắk Lắk, Kon Tum, Vĩnh Yên, Cần Thơ, Cà Mau, những khu vực miền trong thì em sẽ hỗ trợ một nửa rồi vận chuyển. Còn chỗ nào gần thì em sẽ miễn phí ship luôn cho mình nhé. Cảm ơn tất cả khách hàng nhà mình đã dành chút thời gian buổi trưa để xem hết video ngày hôm nay của em ạ. Ngày mai 11:30 ngày mai em sẽ lại lên giá sóng và báo giá trực tiếp trên 100 đầu xe. Rất mong các bác quan tâm và ủng hộ. Để không bỏ lỡ những buổi live stream, những video trực tiếp của em thì các bác có thể cho em Hương xin những lượt đăng ký kênh, những lượt theo dõi nhé. Và đừng tiếc những lượt chia sẻ cho em ạ. Cảm ơn tất cả khách hàng nhà mình. Có lẽ bây giờ em xin phép được dừng buổi live stream ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.